Ô em gái ơi, chị tưởng con này bán rồi cơ mà. Đâu, con này mới về chị ạ. Mới về á? Vâng. Ô thế tưởng nó con cũng là con màu đỏ này biển 30 cơ mà. Con đấy là 25 số sàn thì em bán về Nam Định, nhưng con này là số tự động chị nhá, 2017 cơ. Ô thế 2017 như là bản Việt đấy sao chứ? Không, 2017 là đời chốt của bản nhập. À, chốt của bản nhập đúng không? 2018 thì mới lên bản Việt nhá, chị nhìn này. Biển 30S mặt ga lăng form mới, số tự động 1.2 và em này là tư nhân một chủ từ đầu luôn chị gái nhá. Đấy. Xe đẹp mới về luôn. À, em này sẽ có xi nhan trên gương này, phanh ABS này, phím mở một trạng thông minh hai cánh trước. Đúng rồi, bản đủ nó mới có một, đúng rồi, bản đủ nhá, không thế nó còn 1.2 cơ, không phải 1.0 đâu ạ. 1.2 4 máy đúng không? Đúng rồi, số tự động đẹp lên đề nổ này, nội thất vẫn còn zin nguyên nhé. À, giá thì cực kỳ yêu luôn, chưa đến 350 triệu đâu. 2017 là đời chót của nhập Ấn rồi, nếu như sang 2018 thì sẽ là bản Việt. À, cam kết cho các bác nhà mình luôn. Gương kính keo chỉ, mất một phân keo chỉ tặng các bác 10 triệu luôn. Nào, tươi chưa? À, hàng ghế thứ có bác tài có thêm một cái áo này nhưng em bỏ ra. Ngồi nó không ấy. Còn ghế thì vẫn là ghế nguyên của xe nhá. Máy 1.2 sẽ khác với 1.0 cái đời gì chị biết không ạ? Lê Hương chơi hơi máu đấy. Đấy. À, con này nhá, bên trong nội thất là đen và đỏ ạ. Nếu như mà bên trong nội thất ra mà chỉ có một màu bạc thôi thì nó chỉ là 1.0 thôi nhá. Con này là kết hợp đen và đỏ này, dán hết phim ba nhiệt cách ồn rồi, một dàn nốt mới còn nguyên những cái lông keo chỉ gai chỉ của lốp nhé. 2017 số tự động 1.2 tư nhân một chủ từ đầu, máy số zin. Chị nhìn sàn bệ này. Ôi, sơn này là sơn zin này đúng không? Sơn zin luôn, sàn bệ đẹp, lốp sâu cua này, dụng cụ tăng kích nốt này, lốp sâu cua vẫn còn nguyên những cái keo này, keo chỉ zin luôn. À, 2017 em này thì chưa lên màn hình, chưa lên cam lùi. Nhưng nếu ngày hôm nay bác nào chốt chiếc xe này 1.2 nhá, bao rút màu sơ, bao màn hình, bao luôn cả cam lùi, một dàn lốp mới theo một dàn lốp mới đẹp rồi, các bác về là sẵn sử dụng luôn nhá. Máy số zin 1.2 chính xác là 348 triệu. Đây. Đấy, lộ thất 1.2 nên nó sẽ khác hoàn toàn so với 1.0 nhá. À, và quan trọng là cái này nó còn đăng kiểm tận đến tháng 9 2024, gần một năm rưỡi nữa các bác mới phải đăng kiểm lại nhá. Đăng bác kiểm mình dài rồi, hơn một năm đăng kiểm hơn luôn. Một năm đăng kiểm này, hơn thế nữa là còn biển 30 nhá. Nếu như tỉnh khác mà lên biển Hà Nội thì mất thêm 20 triệu phí đổi chuyển vùng rồi. Em này sẵn sử dụng 2017 nhập Ấn nguyên chiếc, đời cuối cùng của nhập Ấn nhá. Bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại alo trực tiếp em Hương tư vấn ạ. 348 triệu thôi ạ.